Zombie Apocalypse. Đây là máy bơm Atman 102S. Đây là dòng máy bơm chạy tiết kiệm điện. Công suất của nó là 6W, lưu lượng nước chảy trong 1 giờ là 500 lít. Máy có khả năng đẩy cao lên tới 1m. Thường thì mình hay sử dụng cho các hồ từ 45 trở xuống, xài rất là tốt. Cái dòng Atman này, cái vỏ hộp in rất là đẹp. Bên trong máy nó cũng thiết kế rất là đẹp hơn so với các loại máy bơm khác. Thân nó gọn hơn, cũng cùng một cái công suất đẩy nhưng mà máy nó sẽ nhỏ hơn so với các dòng khác. Đây là máy và phụ kiện đi theo kèm. Cầm cái máy lên tay là cảm thấy thích rồi. Đây là cái logo của Atman. Dòng 10S thì nó sẽ in ở phía dưới đuôi như vậy, chứ không phải là bên hông giống như dòng Atman 30. Đây là nút tăng chỉnh dòng nước mạnh yếu. Đây là phụ kiện đi kèm của nó. Nhà sản xuất cho mình tới 3 cái ống nối lận. Đây là cái ống nối lớn. Cái ống nối lớn này có phi là 13. Còn này là cái ống nối nhỏ hơn, phi của nó là phi 10. À không, cái này là phi 8 nha. Cái ống nối này mới là phi 10 nè. Và cái ống nối này nó có tích hợp hơn cái phần lấy oxy. Với cái dòng máy Atman 102S với công suất 6W này thì chúng ta sử dụng được cho các hồ từ 40 đến 45 trở xuống, xài sẽ sạch sẽ. Đây là cái sợi dây nối oxy để lấy oxy đi theo nước vào trong hồ cá của chúng ta. Một cái đầu chúng ta ghim vào cái chìa ra của ống nối, còn cái đầu đen này chúng ta phải đưa lên trên khỏi mặt nước để máy bơm có thể lấy được cái oxy. Với các dòng máy bơm Atman thì sau một thời gian sử dụng, chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng là máy chạy rất chậm,
hoặc có khi là nó không chạy là bởi vì các đồ dơ và rác rến nó bám chung quanh đây, thì chúng ta cần phải tháo ra và vệ sinh nó. Với dòng máy này chúng ta không có đẩy ra giống như cái dòng máy Atman 30, bởi vì cái nắp của nó che cái motor và cái đế chân nó dính liền với nhau. Thì bây giờ các bạn phải quay ngược lại và để giống mình như vậy, và chỉ cần trượt nhẹ một cái là nó sẽ ra. Đây, đây cái rãnh khớp của nó khác hoàn toàn so với cái dòng 30, để hẳn giống như mình như vậy và đẩy nhẹ một cái là ra. Sau khi mở nắp ra xong, các bạn sẽ thấy có một cái nắp đậy và một cái che. Cái che này là dùng để tăng giảm cái lượng nước. Thì các bạn phải tháo cái chốt che này ra. Thì sau khi tháo cái chốt che này, các bạn mới gỡ được cái khớp để mà mở vô trong cái motor máy. Sau đó các bạn bắt đầu tiến hành vệ sinh máy. Thường thì những đồ dơ nó sẽ bám quanh đây. Các bạn phải lôi cái motor 500 ra và vệ sinh nó sạch sẽ. Máy bị chậm đi là do rác rến hoặc là những cái cọng cước hoặc là tóc gì nó sẽ bám quanh cái motor đó. Và chung quanh đây, ngay chỗ cái khe của 500 này, nó sẽ bám rất là nhiều cái đồ dơ. Sau khi vệ sinh xong thì các bạn cứ gắn nó vô lại thôi, rất là nhẹ nhàng, không như các dòng máy khác nó lắp ráp khó hơn. Cái này chỉ cần để vô đúng khớp là được. Cuối cùng là chúng ta đậy nắp lại. Và các bạn để ý cái chốt tăng giảm lưu lượng nước lúc nãy nè, chúng ta phải cài lại. Nó có đầu nhọn và đầu vuông. Thì cái đầu nhọn chính là cái đầu chỉnh, còn cái đầu vuông sẽ là cái che đi cái chỗ nước mà nó đi vào á. Thì từ đó nó sẽ hạn chế được cái lưu lượng nước đi nhiều hay ít. Đây, đó các bạn thấy không? Vậy là xong rồi. Rồi chúng ta tiến hành, chúng ta gắn lại thôi. Cố gắng canh đều hai khớp, rất là nhẹ nhàng. Các bạn mà gỡ ra mà cảm thấy bị cứng có nghĩa là bị sai rồi đó. Hoặc lắp vô cũng vậy, còn mà lắp vô mà trượt ra trượt vô nhẹ nhàng giống như mình như vậy là đã chuẩn. Các bạn lưu ý nha, khi lắp vào nhớ chỉnh cho cái tăng giảm nó vào đúng cái khe. Tốt nhất là để ở chính giữa đi. Thường thì mình để chính giữa, đẩy một phát một là nó sẽ vô rất là dễ. Còn mà nó bị như mình đây là đang gắn chật khớp á, để mình gắn vô lại. Khi vô đúng khớp một cái, các bạn thấy nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Đẩy một cái một là vô. Vậy là xong. Tăng giảm bình thường. Đây, nút tăng giảm. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hãy đăng ký kênh nhé. Cảm ơn. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.